Chào các em, nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài hát One Moment in Time. Thầy sẽ hướng dẫn các em cách phát âm các cái từ trong bài này và các cái nhịp điệu và cách hát bài này sao cho nó thật giống nhất với lại ca sĩ Whitney Houston. Chúng ta bắt đầu với đoạn số 1. Trước khi đi vào đoạn số 1 thì thầy sẽ nhắc lại là tất cả những cái bài hát hay là chúng ta gọi là học hát qua tiếng Anh thì đều có một cái tác dụng rất 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 tốt, đó là để luyện âm. Tại vì khi hát thì chúng ta sẽ phải nhấn nhá, phải thả hết tất cả những cái âm bật của tiếng Anh ra. Chỗ nào có âm gì là phải rất là rõ. Vì đấy nó sẽ tạo nên cái hay của câu hát. Chính vì thế mà học hát là một trong những cách luyện âm tốt nhất. Nếu bạn nào mà biết tận dụng thì có thể sẽ rất tiến bộ nhanh chóng sau chỉ một hai bài hát thôi. Và hơn nữa trong bài hát thì có những cái từ rất khó và có thể gặp rất rất nhiều những cái âm khác nhau mà có thể trong bài học chúng ta chưa học đến, thì đây chính là cơ hội để chúng ta có thể luyện được qua những cái gì mà chúng ta đã được học. Chúng ta bắt đầu với đoạn số 1. Chúng ta có từ each ở câu đầu tiên. Các em hay vẫn đọc là x là không có đúng, phải đọc là each, có âm chờ phía sau nhé. Each. Each day, day. I live, live, live. Live là sống, each là mỗi, each day là mỗi ngày. I live, tôi sống. Nhớ là cái từ live này là âm y ngắn, live chứ không phải là leave. Leave là rời đi, rời bỏ. Từ này đọc là live. Nó giống y hệt như cái từ ở câu số 3 nhưng mà đổi thành give, give, give. Đó, nó là âm y ngắn. Các bạn đừng đọc thành y dài, nó dài hẳn ra là give. Như thế thì cũng cũng người ta vẫn hiểu, thế nhưng không đúng lắm, nó là âm y ngắn. Give, give, nó ngắn thôi. Và nó hơi ê một tí. Each day I live, mỗi ngày tôi sống. I want to be, want, want to be. Tôi muốn là want, có nghĩa là muốn. A day to give, a day to give, một ngày để. Give, give có nghĩa là đưa, là cho, là tặng, là cống hiến, để trao cho cái gì đấy. Thì tùy trường hợp chúng ta dịch. Trong trường hợp này chúng ta phải dịch là cống hiến. The best of me. The best of me. The best of me. The best là cái gì tốt nhất, tuyệt vời nhất. Of me là của tôi. Cái gì tuyệt vời nhất của tôi thì chúng ta dịch sang tiếng Việt nó là hết mình. Đó. Give the best of me có nghĩa là cống hiến hết mình. Đó. Ở cái chữ of viết là O và F, thế nhưng mà lại không đọc là F mà đọc là âm V nhé. Of, of, đó. Và chúng ta có thể nối âm là best of me, the best of me, đó. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. Tiếp nè. I'm only one. Only là duy nhất, là chỉ một. One cũng là một. Và I'm only one thì có nghĩa là duy nhất. Tôi là duy nhất. But not alone. Not có nghĩa là không. Alone có nghĩa là đơn độc. Tôi là duy nhất nhưng mà tôi không đơn độc. Các em lưu ý là trong tiếng Anh thì cái chữ not người ta đọc là thành âm O, not. Còn ở phía người Mỹ thì người ta sẽ nói nó hơi A một tí. Chính vì thế mà tại sao các em sẽ nghe thấy cái câu này là Whitney Houston là người Mỹ và bà ấy sẽ hát thành là not, not, đó. Và nối âm là not alone, not alone. Chữ tờ đổi thành chữ đờ, not alone, đó. But not alone. My finest day, finest, fine là đẹp, là tốt. Finest là đẹp nhất. Finest day là ngày tươi đẹp nhất, đó. Is yet unknown, is yet unknown. Cái từ yet này các bạn nhiều bạn vẫn đọc thành z. Các bạn đừng thêm cái âm z vào đầu nhé, nó không phải là âm z đâu mà nó chỉ là âm y y y đó, nó là của chữ u u. Thế bây giờ để cho nó dễ đọc hơn, bởi vì một số bạn không không đọc nổi cái âm này, thì các em cứ hình dung ra nó giống như là sự kết hợp của chữ y và cái âm tiếp theo là yes. Đấy thì chúng ta nối vào yes yes yes
yet. Đó. Yet có nghĩa là vẫn chưa. Chưa có nghĩa là chưa. Và unknown. Unknown. Unknown thì có nghĩa là chưa biết. Vô danh. My finest day is yet unknown. Cả câu này có nghĩa là ngày tươi đẹp của nhất của tôi thì vẫn chưa tới. Đó. Tôi đọc lại cả đoạn. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. Mỗi ngày tôi sống, tôi muốn là một ngày để cống hiến hết mình. Tôi là duy nhất nhưng tôi không đơn độc. Ngày tươi đẹp nhất của tôi vẫn chưa tới. Nói chung là để hiểu được cái văn phong của người nước ngoài thì chúng ta còn phải sống và học hỏi về văn hóa của họ nhiều nữa thì chúng ta mới hiểu hết được những câu hát của họ. Đây là một bài hát mà viết cho cái Thế vận hội, tức là cái đại hội thể thao của toàn thế giới. Và họ viết để cổ vũ tinh thần thi đấu của các vận động viên. Và cái lời của bài hát này thì rất là sâu sắc, ta phải sống trong cái khoảnh khắc được xem cái Thế vận hội đó thì chúng ta mới có thể hiểu hơn được cái bài hát này. Thế cái này các em chịu khó tìm hiểu thêm. Và bây giờ thì thầy sẽ hát lại cái đoạn này. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. Bây giờ thầy sẽ hát chậm hơn. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. Nên chúng ta sang tiếp cái đoạn tiếp theo. I broke my heart. Broke, 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 broke my heart. Heart. Heart là âm A trong nhé. Heart. Các em hay đọc nhầm từ này thành từ hurt. Hurt là nỗi đau. Còn heart là trái tim. Broke là đập vỡ, làm bể. Thì ở đây có nghĩa là trái tim tôi bị tan vỡ. I broke my heart. Ta phải dịch là trái tim tôi bị tan vỡ chứ không phải tôi đập vỡ trái tim thì nghe nó không hay. Fought every game. Fought là quá khứ của fight, là chiến đấu hay là đánh nhau đấy. Every là mọi. Gain thì có nghĩa là cái thành tựu, thành công. Fought every game có nghĩa là chiến đấu cho mọi những cái thành công. To taste the sweet, để nếm trải vị ngọt. Taste, nếm trải. Taste, sweet, vị ngọt. Sweet, vị ngọt. I face the pain. Tôi đối mặt với nỗi đau. Face, bình thường face nó nghĩa là khuôn mặt. Còn động từ của nó có nghĩa là đối mặt. Faced the pain. Âm ID ở đây đọc là tờ. Faced, nhưng khi đọc nhanh thì ta bỏ đi. Face the pain. Pain là nỗi đau. I rise and fall. Rise là đứng lên. Fall là ngã xuống. Tôi đứng lên rồi lại ngã xuống. Yet through it all. Through là vượt qua. Yet là vẫn chưa. It all, tất cả. Câu này có nghĩa là nhưng mà vẫn dù đứng lên ngã xuống nhiều lần thế nhưng mà vẫn chưa vượt qua được tất cả. This much remains. Remains có nghĩa là còn. Much có nghĩa là nhiều. Còn rất nhiều. Rất nhiều gì đó thì ý tác giả đây là còn rất nhiều những cái thử thách. Đó. Thầy đọc lại. I broke my heart for every gain. To taste the sweet, I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much remains. Và ở cái câu cuối cùng này thì các em nhớ cho thật kỹ là nó có ba cái âm bật ở cuối, nó không được thiếu bất kỳ một âm nào. Các em phải đọc đầy đủ ra thì câu hát nó mới hay được. Ví dụ là this thì không được thiếu chữ xì, much thì không được thiếu chữ chờ,
remains cũng không được thiếu chữ gì đó. Nếu các em chỉ cần thiếu thì ví dụ trường hợp các em hay thiếu nhất là các em hay đọc thiếu cái âm chờ của chữ much đó, em hay đọc là this much remains thì nó thiếu hẳn cái âm chờ thì nó mất hay đi, this much remains đó, phải bật thật rõ ra. Câu này sẽ hát như sau: I broke my heart for every gain, to taste the sweet I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains. Bây giờ thầy sẽ hát chậm hơn, các em lưu ý một số chỗ nối âm, ví dụ như là for there, for every, for every, for every, hoặc là rise and fall, rise and fall, hoặc là yet through it all, it all, it all, đó. I broke my heart for every gain, to taste the sweet I face the pain, I rise and fall, yet through it all this much remains. Đó. Bây giờ chúng ta sang đoạn điệp khúc. I want one moment in time. Ở cái đoạn điệp khúc này thì cái câu này là cái câu mà chúng ta sẽ lặp lại cái đầu tựa đề của bài hát, cái đầu bài đấy. Thì là one moment in time. Thì cái từ nghĩa của cái đoạn này ở đây có nghĩa là tôi muốn một cái khoảnh khắc. Khoảnh khắc là moment, moment, moment. Đó. Các bạn đọc nhanh thì có thể đọc thành moment được. Và người ta viết đầy đủ thì là moment in time, cũng có nghĩa là khoảnh khắc thôi nhé. I want one. Chỗ này có hai chữ want đọc giống nhau cả, nhưng mà một từ thì có nghĩa là muốn, một từ thì có nghĩa là một. Tôi muốn một khoảnh khắc. I want one moment in time. Đó. When I'm more than I thought I could be. When là khi mà, khi. I'm more than, tôi vượt qua. More than là nhiều hơn, là vượt qua. I thought, thought là quá khứ của think. Think là nghĩ, còn thought thì là tưởng. I'm more than I thought I could be. Could be là có thể. Tôi khi mà tôi vượt qua những tôi khi mà tôi vượt qua điều mà tôi tưởng là tôi có thể, thì có nghĩa là vượt qua giới hạn của bản thân đấy. Tôi muốn một khoảnh khắc mà tôi vượt qua giới hạn của bản thân. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. Thought could be. Đó. When all of my dreams, khi tất cả những giấc mơ của tôi, all of, chúng ta nối âm thành all of, my dreams, all of, are a heartbeat away, có nghĩa là chỉ còn cách một cái nhịp đập trái tim nữa mà thôi. Away có nghĩa là cách. Heartbeat có nghĩa là nhịp đập trái tim. A heartbeat, heartbeat, nhịp đập trái tim. Chúng ta đọc cái câu này lại: when all of my dreams are a heartbeat away. Đó. Thì khi chúng ta hát, chúng ta sẽ nối âm là aura. Đầu tiên là phải all of, when all of my dreams, sau đó là aura, aura, chữ r và chữ ơ ta nối với aura. Aura heartbeat away, có thể nối the way được, heartbeat away. Đó. And the answers are all up to me. Và những câu trả lời thì đều phụ thuộc vào bản thân tôi. Up to me có nghĩa là phụ thuộc vào bản thân tôi. Answers là những câu trả lời. Chúng ta nối âm ở chỗ là all up thì là all up to me. Đó. And the answers are all up to me. Chúng ta có cái hai câu của cái đoạn tiếp theo. Chúng ta học nốt và sang tranh tiếp theo chúng ta sẽ học cái câu cuối sau. Give me là đưa cho tôi, hãy trao cho tôi. One moment in time, hãy trao cho tôi một khoảnh khắc. When I'm racing with destiny, race có nghĩa là đua, chạy đua. Racing, I'm racing, khi tôi đang chạy đua. With, với, destiny, destiny có nghĩa là số phận, số mệnh.
Cái đoạn này là cái đoạn cao nhất của bài. Bây giờ chúng ta sẽ hát chậm nó. I want moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Đó. Và các em nhớ rằng là muốn hát hay được tiếng Anh thì các em phải bật rất rõ những cái âm đặc trưng của tiếng Anh, là những cái âm xì xồ, như ví dụ như âm thờ thờ, hay là những âm dài lưỡi thờ thờ, hay là chữ âm âm xì đó. Có những cái đoạn ví dụ như là moment in time, time thờ đấy, các em phải bật rất mạnh ra đó. Hay là more than, than là đọc nó phải rõ ra. Thought, thought phải mạnh lên, thêm thờ. Cờ, could, could, đó. Dream, âm kép, dreams. Nó hay ở những chỗ đấy. Thầy hát lại một lần nữa thật chậm. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Đó. Còn hai câu của cái đoạn cuối đoạn điệp khúc này thì nó ngắn thôi. Then in that one moment of time. Moment of time hay là moment in time thì cũng đều có nghĩa là khoảnh khắc thôi. That có nghĩa là đó. That one moment of time có nghĩa là cái khoảnh khắc đó. Then là sau đó. Rồi, rồi. In là trong. Then in that one moment of time, rồi trong cái khoảnh khắc đó, I will. Đây là âm ngắn nhé, will. Đừng có đọc là will nhé các bạn nhé. Will. Và đọc nhanh thì nó là were. Cái từ phía sau nó là từ feel. Nó là âm dài, feel. Các em rất hay đọc sai từ này, toàn đọc thành fail. Fail nghĩa là làm đầy, đổ đầy, thế nó không phải là từ này đâu. Từ này nghĩa là cảm thấy. Thì trước hết muốn đọc từ này tốt, đọc chính xác thì em cái nó phải chuẩn cái âm y dài đó. Tức là nói phải là phi, phi chứ không phải là phê. Phi, cứ nói chữ phi trước, xong rồi nói dài ra thì nói chữ cong lưỡi của chữ R, chữ L ở phía sau thôi. Tức là nói là feel. Đấy là nó thành. Chứ còn đừng có nói phê là được. Fail là bắt đầu từ chữ E là phê đấy. Đó. Đây, ở đây thì cái câu này nó sẽ là I will feel. Đấy, feel, cứ nói chữ phi trước nhá. Feel, đấy. I will feel. Eternity. Eternity có nghĩa là cái sự vĩnh hằng, vĩnh cửu. Và trong cái khoảnh khắc đấy, rồi trong cái khoảnh khắc đấy thì tôi sẽ cảm thấy vĩnh hằng, vĩnh cửu. Đại để là câu hát hơi khó hiểu. Dịch thế nào đó hay hơn thì các em có thể có một cái đáp án nào đấy cho hay hơn. Thầy sát lại cái câu này cho nó rõ hơn. Then in that one moment of time I will feel eternity. Đó, ta có thể nối âm ở chỗ là moment of time, tập time. Chúng ta sang cái đoạn lời thoại thứ hai. I've lived to be. Cái âm VE, cái chữ VE ở đây thì đọc là I've là viết tắt của I have lived to be. Tôi đã sống. Have lived to be. Live có thêm âm ED ở đây đọc là lived. Và have lived thì có nghĩa là cái thì hiện tại hoàn thành, nghĩa của nó là đã thôi. Cái này sau này thì các em sẽ học kỹ sau. Tôi đã sống để là the very best,
The very best có nghĩa là người tuyệt vời nhất, có nghĩa là tôi đã sống để cống hiến hết mình đấy. I've lived to be, em nhớ cái âm V phía sau nhé. I've lived to be the very best. I want it all. Tôi muốn tất cả. I want it all. No time for less. Cái câu no time for less này có nghĩa là không còn thời gian để chần chừ nữa. No time for less, không còn thời gian để chần chừ nữa. I've laid the plans. Late. I've laid the plans. Late là quá khứ của lay. Have laid thì nó có nghĩa là đặt ra những kế hoạch. Tôi đã đặt ra những kế hoạch. Plan là kế hoạch. Now, bây giờ, lay the chance thì có cả cơ hội, tạo ra cả cơ hội rồi. Here in my hands, nó nằm ở đây ngay trong bàn tay tôi. Hands là bàn tay. Chúng ta hát câu này là I've lived to be the very best. I want it all. No time for less. I've laid the plans. Now lay the chance here in my hands. Đó. Hát chậm lại. I've lived to be the very best. I want it all. No time for less. I've laid the plans. Now lay the chance here in my hands. Có thể nối âm vào là hearing. Và chance thì nó có âm xì phía sau ấy, là cái từ cơ hội này. Chance, cơ hội. Sau khi hát cái lời 2 xong thì em lại vào là điệp khúc y hệt như lời 1. Và sau khi hết cái điệp khúc lần thứ 2 thì nó có một cái đoạn chuyển đổi. Nó một cái đoạn nhỏ nhỏ có mấy câu, chúng ta hát nó như sau. You're a winner. Winner là người chiến thắng. You're là viết tắt của you are. You are thì đọc là you're. You're. You're a winner. Bạn là người chiến thắng. For a lifetime. Lifetime là cuộc đời thôi. Có nghĩa là trong cuộc đời bạn thì bạn là người chiến thắng. If you, bạn nối âm. If you seize. Cái từ này có nghĩa là nắm lấy, chộp lấy. Đấy. If you seize, nếu bạn nắm được lấy that one moment in time, cái khoảnh khắc đó. Make it shine, hãy làm cho nó tỏa sáng. Shine là tỏa sáng, chiếu sáng. Make là làm. Make it shine, làm cho nó tỏa sáng. Đó. Thì cái câu này đọc là you're a winner for a lifetime. Lifetime, nó có âm phở ở giữa nhé. Lifetime. If you seize that, seize, nó có âm gì ở phía sau nhé. Seize that one moment in time. Make it shine, shine là âm sở nặng nhé. Sh, ở đâu có chữ SH ở đó là sở nặng. Shine, đó. Thì chỗ này sẽ hát là you're a winner for a lifetime. If you seize that one moment in time, make it shine. Cái đoạn này rất là cao đúng không ạ? Em nghe kỹ nhá. Thầy cũng hát không không cao lắm được cho nên là khó ở chỗ này. Và chúng ta sang nốt cái câu cuối cùng. Sau khi mà chúng ta đã hát cái đoạn vừa rồi xong thì chúng ta lại lặp lại điệp khúc một lần nữa. Và cái ở đoạn kết thúc cuối bài, cuối cùng của bài thì người ta sẽ thay bằng cái câu là thay vì người ta hát là I will feel eternity thì người ta sẽ đổi thành là I will be free. Free có nghĩa là tự do thôi. Đó. I will be free, tôi sẽ tự do. Đó. Thì cái câu này nó là cái câu hơi luyến láy một chút. Chúng ta hãy cố gắng tập theo để cho nó hay càng tốt mà. Càng gây ra được cái cảm xúc mà chúng ta càng nhớ cái bài hát thôi. Thì chúng ta sẽ luyến láy một chút xíu, thầy sẽ dạy rất là dễ thôi. Em hát như thế này. Cái câu đó là điệp khúc của chúng ta sẽ là give me one moment in time when I'm racing with destiny then in that one moment of time I will be. Đó, ở đây sẽ là I will be.
À, đầu nếu mà câu trước thì sẽ là eternity, còn bây giờ là I will be free đó, thì các bạn sẽ hát là I will be free, hoặc là có thể hát cao lên là I will be free đấy, free ngân dài nó ra thì sẽ rất là hay. Và đó là toàn bộ nội dung của bài ngày hôm nay rồi, các em hãy thử hát lại cho nó thật chậm rãi và phát âm đầy đủ hết tất cả những chỗ nào cần lưu ý nhé. Rồi các em sẽ thấy là bài hát nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Và nếu có thể thì các em hãy tự thu âm lại bài hát của mình. Nó sẽ là một trong những cái kỷ niệm đáng nhớ. Xin chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.